Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 24 tháng 5 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Ronaldo mất tích, Laporte đấm người. Với việc câu lạc bộ Milan đã vô địch Saudi Pro League nên trận đấu với cao thủ Al-Riyadh của Al-Nassr gần như chỉ mang tính chất thủ tục. Có lẽ bởi vậy mà Ronaldo cũng tỏ ra chủ quan và chơi chưa thực sự tốt trước cao thủ Al-Riyadh. Phút 25, CR7 có một cơ hội cực kỳ thuận lợi khi anh thoát xuống đón được trò khe của đồng đội. Tuy nhiên thay vì dứt điểm bình thường cho thế đối mặt, Ronaldo lại lựa chọn cách bấm bóng của đầu thủ môn. Pha xử lý không ổn này của anh đã khiến cho Al-Nassr lỡ thời cơ nhận được cái biệt. Trước đó thì tiền vệ Otavio đã ghi bàn mở tỷ số cho Al-Nassr ở phút thứ 15 sau cú sút xa chạm người một cầu thủ của đội chủ nhà đổi hướng. Nhưng cục diện sau đó đã hoàn toàn thuộc về cao thủ Al-Riyadh. Họ ghi liền hai bàn trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1 để dẫn ngược với tỷ số 2-1. Hẳn nhiên Ronaldo cũng rất hối hận với tình huống hỏng ăn đáng tiếc của mình. Sang hiệp thi đấu thứ hai thì Al-Nassr cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, CR7 tiếp tục lại phung phí những cơ hội. Đến phút thứ 50, Otavio chuyền thuận lợi nhưng Cristiano Ronaldo lại dứt điểm hụt cho vòng cấm. Chỉ 6 phút sau, Ronaldo đệm bóng ra ngoài ở cự ly chừng 6m sau đường dọn cỗ từ đồng đội. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với Al-Nassr khi phút 63, trung vệ Laporte bị truất quyền thi đấu vì đã đấm một cầu thủ của đội chủ nhà. Phút 85, Ronaldo đưa được bóng vào lưới của Al-Riyadh nhưng bàn thắng không được tính do lỗi việt vị. Tưởng chừng như Al-Nassr sẽ phải trắng tay ra về thì phút 90+7, Al-Nassr đã gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Ở vòng đấu cuối thì câu lạc bộ Al-Nassr sẽ tiếp đón cao thủ Al-Ittihad. MU nhận tin sét đánh. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã chính thức xác nhận hậu vệ Harry Maguire không thể tham dự trận chung kết FA Cup vì chưa bình phục chấn thương. Manchester United đang đứng trước cơ hội cuối cùng trong việc giành tấm vé tham dự đấu trường châu Âu ở mùa giải sau nếu như Quỷ Đỏ Thành Man có thể đánh bại gã hàng xóm Manchester City trong trận chung kết FA Cup. Sau một mùa giải vô cùng bết bát trên mọi đấu trường, FA Cup có lẽ là cứu cánh duy nhất của đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag để có thể tránh khỏi viễn cảnh trắng tay và phần nào xoa dịu nỗi đau của người hâm mộ. Tuy nhiên một tin không vui đã giáng mạnh vào niềm tin của các cổ động viên nửa đỏ Thành Man. Cụ thể huấn luyện viên Mười Khó đã xác nhận hậu vệ Harry Maguire sẽ vắng mặt cho trận chung kết vì chưa có được thể trạng tốt nhất. Đề cập đến trường hợp của Maguire và những cầu thủ khác, ten Hag cho biết Harry Maguire chắc chắn không thể thi đấu, còn những cầu thủ còn lại mà các bạn đang đề cập tôi nghĩ là đều có thể ra sân. Ngoài ra khi được hỏi liệu Harry Maguire có gặp trục trặc gì trong quá trình hồi phục hay không, ten Hag trả lời thêm: tôi không nghĩ vậy đâu, chỉ là cậu ấy chưa hồi phục hoàn toàn mà thôi. Tình trạng của Maguire không khả quan như dự kiến. Dẫu vậy, nỗi nhớ Harry Maguire có thể được khỏa lấp phần nào với sự trở lại mạnh mẽ của Lisandro Martinez. Trung vệ người Argentina đã kịp thời trở lại cho thời điểm quan trọng nhất khi đã có trận khởi động với Brighton ở vòng đấu cuối cùng ngoại hạng Anh và đã bắt đầu cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh với cả đội. Richa được kỳ vọng sẽ bắt cặp với Casemiro để trở thành bức tường thành vững chắc trước những mũi khoan sắc bén bên phía Manchester City. Về phần ten Hag, đây có lẽ sẽ là trận đấu cuối cùng của chuyến ra này để dẫn dắt Manchester United, bất chấp việc Quỷ Đỏ có thể lên ngôi hoặc không. Khi được hỏi liệu việc giành FA Cup có thể đủ để cứu vãn mùa giải của Manchester United hay không, ten Hag khẳng định: không. Nhưng chung kết FA Cup là một sự kiện lớn và chúng tôi đã có mặt ở đó. Mặc dù mùa giải không diễn ra theo cách mà chúng tôi mong muốn, nhưng chúng tôi vẫn có mặt ở trận chung kết. Mặc dù không hề dễ dàng, nhưng đây là cơ hội của chúng tôi và chúng tôi phải tận dụng nó. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình, giống như mùa giải trước và nhiều lần đối đầu với các đối thủ mạnh. Chúng tôi phải thể hiện thứ bóng đá hay nhất. Đó là điều mà tôi mong đợi vào thứ bảy này. Trận chung kết FA Cup giữa Manchester United và Manchester City diễn ra vào khung giờ rất đẹp 21 giờ tối ngày mai 25 tháng 5. Paqueta nguy cơ bị treo giò chục năm. Theo truyền thông, nếu như bị FA chứng minh vi phạm các quy tắc cá cược, Lucas Paqueta có thể bị treo giò dài hạn, nguy cơ lên đến 10 năm. Như đã biết vào tháng 8 năm ngoái, FA đã mở cuộc điều tra làm sáng tỏ nghi án cá cược bất hợp pháp liên quan đến trường hợp của cầu thủ Lucas Paqueta. Theo đó, tiền vệ người Brazil bị nghi vấn cố tình nhận thẻ vàng ở trận West Ham hòa AS Villa 1-1 tại Premier League vào ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo điều tra, rất nhiều tài khoản được lập mới tại Betway vào ngày diễn ra trận West Ham tiếp đón AS Villa nói trên. Đáng chú ý, tất cả những tài khoản trên đều có liên kết với người thân của Lucas Paqueta và cùng đặt cửa tiền vệ 26 tuổi dính thẻ vàng. Tuy nhiên, người chơi chỉ thắng cược nếu trận đấu diễn ra cùng ngày giữa Real Betis và Villarreal tại La Liga. Tiền đạo người Brazil Luis Enrique cũng bị phạt thẻ vàng. Có một sự trùng hợp rất đáng ngạc nhiên, đó là Luis Enrique, cầu thủ khi đó khoác áo câu lạc bộ Real Betis, bị phạt thẻ ở trận hòa Villarreal 1-1 vào ngày 12 tháng 3 năm ngoái. Ở chỗ này, chân sút hiện chơi cho Botafogo dính thẻ ở phút 89. Ngoài thẻ vàng phải nhận ở trận gặp Aston Villa, Lucas Paqueta còn bị điều tra 3 thẻ vàng đáng ngờ khác. Anh đã nhận ở các trận gặp cao thủ Leicester City vào ngày 12 tháng 11 năm 2022, Leeds United vào ngày 21 tháng 5 năm 2023 và Bournemouth ngày 12 tháng 8 năm 2023. Sau 9 tháng điều tra, FA đã chính thức buộc tội Lucas Paqueta vào ngày hôm qua. Trên trang chủ của mình, Liên đoàn Bóng đá Anh cho biết, cầu thủ đã bị buộc tội bởi 4 hành vi trái luật với điều khoản E5. Một trong những luật cá cược ở các trận đấu của West Ham tại Premier League lần lượt với Leicester City.
Aston Villa, Leeds United và Bournemouth. Lucas Paqueta đã cố tình thực hiện những hành vi làm ảnh hưởng kết quả các trận đấu như trên, nhận thẻ vàng để giúp một hoặc một nhóm người hưởng lợi từ việc cá cược. Ngay lập tức, Lucas Paqueta đã bày tỏ sự thất vọng về những cáo buộc của FA, đồng thời khẳng định mình hoàn toàn trong sạch và sẽ chiến đấu để minh oan. Tuyển thủ Brazil cho hay: "Tôi vô cùng ngạc nhiên và thất vọng vì FA đã quyết định buộc tội tôi. Trong 9 tháng qua, tôi đã hợp tác trong mọi bước điều tra của họ và cung cấp tất cả những thông tin có thể. Tôi phủ nhận toàn bộ các cáo buộc và sẽ chiến đấu đến cùng để minh oan cho mình." Theo Daily Mail, nếu bị chứng minh là có tội, Lucas Paqueta có thể bị treo giò dài hạn, nguy cơ lên đến 10 năm, có đó ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp cầu thủ của anh. Thực tế đã cho thấy các cáo buộc này đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cầu thủ 26 tuổi. Mùa hè năm ngoái, Manchester City từng đàm phán để mua Lucas Paqueta, nhưng đã rút lui khỏi thương vụ vì cựu cầu thủ của Lyon đã bị FA sửa gáy. Trước khi Premier League mùa này khép lại, Manchester City đã chốt thỏa thuận cá nhân với Lucas Paqueta, sắp đàm phán chi phí chuyển nhượng với West Ham cho thời gian tới. Tuy nhiên, The Citizen nhiều khả năng một lần nữa sẽ phải hủy bỏ thương vụ này. Rooney sắp tái xuất. Wayne Rooney sẽ trở lại vị trí huấn luyện viên lần đầu tiên kể từ khi bị sa thải tại câu lạc bộ Birmingham City. Theo The Telegraph, huyền thoại của Manchester United đã được câu lạc bộ Premier của Championship tiếp cận và đang trong quá trình tiếp quản đội bóng. Premier cần một huấn luyện viên mới sau khi đã sa thải huấn luyện viên Ian Foster chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi nắm quyền. Wayne Rooney đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn ở Birmingham và cuối cùng bị sa thải chỉ sau 15 trận cầm quân. Tuy nhiên, mối quan hệ của anh với giám đốc bóng đá The Snip của Premier thì lại có thể giúp anh trở lại vị trí quản lý. Rooney có mối quan hệ thân thiết với The Snip và biết rõ về sếp lớn của Premier từ thời mà họ còn làm việc cùng nhau ở Everton. Thưa quý vị, The Snip làm việc ở học viện khi mà Rooney bắt đầu thăng tiến lúc đó. Rooney không hề giấu giếm việc anh muốn trở lại làm công tác huấn luyện. Anh nói với tháng 2 như sau: "Tôi chắc chắn muốn quay trở lại công việc quản lý này. Đó là một bước thụt lùi cho những gì mà đã xảy ra ở Birmingham, nhưng tôi là một chiến binh và tôi muốn quay trở lại công việc đó." Bạn biết đấy, với tư cách là một huấn luyện viên, việc bị sa thải là một phần trong công việc và bạn sẽ gặp những trở ngại. Đó là về cách bạn trở lại. Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời để suy ngẫm và sẽ đảm bảo rằng lần sau tôi sẽ làm đúng. Hiện tại Rooney có một công việc đáng chú ý khác khi mà anh mới được xác nhận là bình luận viên của BBC trong quãng thời gian diễn ra Euro 2024 tới. Sau đó, khả năng cựu huấn luyện viên của Birmingham trở lại với Championship là khá cao sau khi giải đấu ở Đức khép lại. Theo các chuyên gia của Sky Sport, sự nghiệp huấn luyện của Rooney không mấy suôn sẻ lúc khởi đầu. Tuy nhiên, người ta tin rằng cựu tiền đạo của Manchester United có thể sửa chữa điều đó trong tương lai nhờ sự cố gắng và nỗ lực của mình. MU bán cầu thủ đầu tiên. Đội chủ sân Old Trafford đã sớm kiếm được tiền từ thương vụ bán cầu thủ trong mùa hè năm nay. Benfica đã xác nhận với Manchester United rằng Álvaro Fernández sẽ ở lại câu lạc bộ. Theo đó, đội bóng Bồ Đào Nha quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt cho hợp đồng cho mượn cầu thủ này. Hậu vệ 21 tuổi đã trải qua nửa đầu mùa giải theo diện cho mượn ở Granada. Anh được Quỷ Đỏ triệu hồi do ít được ra sân trước khi sang Bồ Đào Nha tu nghiệp. Benfica đã ký hợp đồng tạm thời đính kèm điều khoản mua đứt trị giá 6 triệu euro cộng thêm 3 triệu euro tiền phụ phí. Fernandes trên thực tế thì chưa ra sân đủ số lần cần thiết để điều khoản tự động được kích hoạt, nhưng Benfica vẫn quyết định mua đứt. Với độ tuổi và tiềm năng còn khá trẻ, gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha coi đây là thương vụ đáng để đầu tư. Do đó, họ đã thông báo với Manchester United rằng cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Cần biết rằng Man United vẫn có lựa chọn đầu tiên trong việc tái ký hợp đồng với Fernandes nếu như Benfica bán cầu thủ này trong tương lai. Quỷ Đỏ hiện tại không có hậu vệ trái thực thụ do cả Luke Shaw và Malaysia dính chấn thương. Manchester United sẽ tìm kiếm một hậu vệ trái mới vào mùa này. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.